Tổ chức Y tế Thế giới cho biết là không có bằng chứng cho thấy virus H7N9 lây lan từ người qua người, tin từ Bắc Kinh. Tổ chức Y tế Thế giới ngày hôm nay cho biết là vẫn chưa có bằng chứng cho thấy là virus H7N9 lây lan từ người qua người, khi cuộc nghiên cứu của những người bị nhiễm virus không tiếp xúc với gia cầm vẫn đang tiếp tục. Cho tới ngày hôm nay thì 17 trong số 87 trường hợp nhiễm virus H7N9 tại Trung Cộng đã tử vong. Chính quyền cảnh báo rằng là con số có thể tiếp tục gia tăng. Tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới được đưa ra sau khi một quan chức hàng đầu của Trung Cộng nói rằng chính phủ Trung Cộng đang xem xét các gia đình có người bị nhiễm virus và điều tra khả năng lây nhiễm từ người sang người. Phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới Timothy O'Leary nói rằng các cuộc điều tra của họ cho tới nay chưa thấy được rằng virus H7N9 đã biến đổi theo cách là cho phép nó lây truyền từ người sang người. Hàng chục ngàn gia cầm đã được thử nghiệm nhưng chỉ có một số ít được phát hiện là có mang virus. Tổ chức Y tế Thế giới vẫn chưa biết được nguồn gốc của virus và người bị lây nhiễm ra sao. Ông O'Leary cho biết là một nhóm chuyên gia bệnh truyền nhiễm của Tổ chức Y tế Thế giới dự trù sẽ tới Bắc Kinh, Thượng Hải và các vùng nông thôn xung quanh để trong vòng ngày tới để tiếp tục điều tra.